Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bingas Studio. Hôm nay Bin rất là vui và phấn khích bởi vì một ca khúc cực kỳ mới của XZ đó chính là ca khúc Wannabe. Và hôm nay Bin sẽ hướng dẫn ngay ca khúc đó để cho tất cả các bạn cùng có thể học theo đoạn chorus. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nha. Ok, động tác đầu tiên thì chúng ta sẽ làm thế này. Mọi người bỏ 1. Rồi mình sẽ đặt thôi. 1, 2, tạ, 3, tạ, 4, tạ. Đoạn này thì mọi người có thể thâu dáng tự do theo ý thích của mình. Ok, mình sẽ đọc lại nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, tạ, 3, tạ, 4, tạ. Ok, sau khi mà mình thâu 3 dáng xong, mình sẽ bước qua 5, 6, là mình đập tay như thế này. 7, 8, hướng ngửa của mình sẽ đỏ theo. Ha. Ok, rồi mình sẽ đọc lại 2, đi. 1, 2, tạ, 3, tạ, 4, tạ, 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ đặt hai tay và đánh qua như thế này. Chân của mình sẽ dùng phần đầu gối bẻ qua và phần chân mình sẽ đạp qua bên phải. Một cái ở trên và một cái ở dưới. 2, đi. Hấp và hấp. 7 và 8. Rồi sau khi đi xong mình sẽ đặt tay lên và nắm tay mở ra. Wanna be me. Ok, rồi mình sẽ đến lại nha. 2, đi. 1, 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, tắt, tắt, hấp, hấp, hấp. Rồi sau đó mọi người bỏ 2 nhịp. 1, 2, 3, 4, 3, 4 là mình sẽ ôm cái tay ra như thế này. Rồi sau đó mình nhúng 5, 6 là mình hất cái chân lên. Giống như đá cầu vậy mọi người. Rồi hấp nè. 5, 6, 7, 8. Rồi phần thứ hai mình sẽ có thêm tay này, vai mình sẽ đánh lên 5 6 7 8 và sau đó mình ngồi xuống 1. Ok, 1 2 3 4. Phần hông mình sẽ đẩy qua như thế này. 2 2 hấp. Ok, đến lại nha. 1 2 3 4 5 và 6 7 và 8. 1 2 3 4. Sau đó mình sẽ lặp lại. Wanna be me. Rồi sau đó mọi người sẽ bước chân ra ngoài. 1 2 3. Phần tay mình sẽ đẩy ra, phần đầu mình hơi nghiêng về bên đây một chút. 1 2 3. Hấp lên, hấp lên. Ok, lại 2. Boom. I just wanna be somebody. Just wanna. Rồi sau đó mọi người kéo qua. Hấp. Rồi mở qua. Bùm bùm hấp. Đặt tay lên đây. Bùm bùm hấp. Rồi ok, sau đó mình sẽ quay trở về 2 bước. Bùm bùm bùm. Rồi kéo tay qua bên này. Mi. Chân mình sẽ chạy nhấp. Nhấp. 2, đi. Mi. Rồi sau đó mình sẽ lặp lại một lần nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đếm lại nè. 2, đi. 1, 2, 3. Bùm bùm hấp. Bùm bùm hấp. Hấp đi. Bùm bùm bùm. Bước 1, bước 2. Tắt 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 tắt. Qua. Ok, hoặc là mọi người có thể bước. Bước và bước. Hấp 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 hấp. Chân nó sẽ hơi xéo như vậy. Rồi đếm lại nha. 2, 1, 2, 3. Hấp và hấp. Hấp và hấp. Chạy qua. Bước và dừng. Tắt 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 tắt. Dừng. Sau đó mình sẽ lặp lại y chang như vậy luôn. 1, 2, 3, hấp và hấp, hấp và hấp, nhưng mà mình sẽ làm bên đây. Rồi, sau đó mình đặt tay đi theo, giống như vậy luôn, rồi mình đặt ra đây luôn, bùm, bùm, nhưng mà cái cuối cùng chỉ là hai cái thôi. Bùm, bùm, bùm. Ok, bây giờ mình sẽ đếm lại từ đầu một lần, sau đó mình sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6 và 7, 8, tạm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, tắt tắt, mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
3 và 4, 5, 6, mi, mi, mi. 2, 2, 3, 4, 5, 6, qua. Kéo đi, hùm hùm ha. I wanna be me, me, me. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với tốc độ chậm xem là mình có hoàn thành được bài hôm nay không nha. 6, 7, 8, 1, 2 và 3 và 4 và 5. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 1, 2, 3, 4. Kéo và hấp hấp hấp. Wow, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong đoạn chorus của Wannabe rồi. Không biết là cảm nghĩ của tất cả các bạn như thế nào. Riêng Bin thì Bin thấy ca khúc này có một cái vũ đạo rất là đặc biệt. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được đoạn chorus thông qua video học dạy của Bin. Nếu mà mọi người muốn học full bài hoặc là có một cái đề cử nào khác hay hơn thì hãy comment bên dưới để Bin biết, và Bin sẽ sớm thực hiện video dạy nhảy đó dành cho tất cả các bạn nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin, subscribe kênh YouTube để mỗi khi mà video clip mới của Bin lên thì mọi người có thể xem một cách sớm nhất. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.